Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một món cơm rất đơn giản nhưng mà cũng rất là đẹp mắt. Nhân ngày 8 tháng 3, mình sẽ tạo hình món cơm mình ăn á. Đây là cơm nè, mình tạo hình ra như thế này. Đây là tạo hình thành giọt nước. Và đây mình tạo hình thành hình tròn và mình ghép lại thành bông hoa. Nhân ngày 8 tháng 3 thì mình làm chủ đề này để mình gửi tặng đến tất cả các anh, các chị em phụ nữ. Ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ hạnh phúc nha. Và mình tặng luôn các quý anh nào mà thích vào bếp để nấu ăn cùng với người yêu, cùng với vợ của mình thì thật là hạnh phúc quá, còn gì bằng. Đây là mình đã tạo hình tròn cơm cộng với trứng cá chuồn cộng với rong biển cộng với hạt mè, chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây mình đã tạo sẵn cái hình thành bông hoa, gần giống bông hoa rồi đó, còn chút xíu nữa là mình đã hoàn thành. Nhưng mà vì sự cố lỗi kỹ thuật cho nên mình đã chuyển chỗ quay và phải quay lại từ đầu, thật là buồn quá đi. Nhưng mà không sao, kiên nhẫn rồi sẽ được. Kiên nhẫn rồi sẽ được. Và đây là một cái cục cuối cùng. Mình gói cái rong biển ở phía dưới. Rồi cái mình đặt ở giữa. Nó giống như là cái đại hoa vậy đó. Cái rong biển đặt ở dưới là tượng trưng cho cái đại hoa. Và những cái lá tía tô mình đã tạo hình sẵn ở trên dĩa, tạo hình giống như là một cái cành hoa vậy đó, nhìn cho nó dễ thương, cho nó bắt mắt, vừa ăn ngon mà vừa đẹp nữa. Đấy, mình tạo hình tròn và mình ịn trứng lên trên mặt, chứ cá lên trên mặt, thành một bông hoa xinh đẹp. Yeah, rất là đẹp mắt. Rồi mình chỉ rưới mấy hạt mè lên trên mặt, đem vô và chấm nước tương ăn thôi. Món ăn này nhìn giống như là người Nhật vậy đó, món ăn của người Nhật. Không biết nó ngon hay không mà ăn hoài không biết ngán và cũng không biết no luôn. Yeah, hoàn thành xong một cái hoa nhé. Và mình tiếp tục thêm một cái nữa. Ở đây mình sẽ, cái này là cái cánh hoa nó hình giọt nước cho nên tạo nó hơi lâu chút. Bóp cơm vô tay xong rồi dùng cái bao tay á, dắt bắt thành cái hình. Những cái hình mình yêu thích. À, xong rồi mời con dùng. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Bây giờ cho con trai ăn trước.
bỏ lần lượt lên. Đây như giống như món ăn người Nhật Bản vậy đó. Một miếng nhỏ nhỏ nhưng mà nó chất lượng nha. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Sáng giờ quay cái kia để đời xong bị sự cố phải chạy ra đây quay lại. Mình nghĩ nó để vậy nó không đẹp, nó vô duyên. Thôi để lại cho nó có duyên hơn. Tánh mình khó chịu mà ăn phải để có duyên nó mới chịu. Tại vì đúng đấy, ra mình để cơm rồi xong mình để trứng cá rồi rồi để lên mặt chị ăn thôi, vậy mà không chịu, phải ngồi bày ra làm này làm kia mới chịu nha. Ta bỏ lên trên dĩa xong ta chép trứng cá rồi lên ta ăn vậy thôi, nó nhanh không? Không chịu, nhất định là phải làm bông làm hoa mới chịu. Làm bông làm hoa xong rồi mới chịu ăn. Đẹp chưa nè em? Giờ phần cuối cùng. Cũng dễ thương. Ăn kèm với mấy lá tía tô này cũng ngon lắm đó nha. Nó có chung bài thuốc hết á. Trứng cá thì sáng cho mắt, lá tía tô thì tốt cho cuống họng, giảm ho. Đẹp chưa quý vị? Quá đẹp. Đơn giản mà đẹp. Rồi rưới mấy hạt mè lên trên nữa là xong. Một món ăn rất là đẹp. Đây, quý anh chị hãy nhìn xem. Đây,
Đóa hoa rất là đẹp ha. Tặng ngày 8 tháng 3 nhé. Chờ đây nữa. À, không biết các anh chị thích hoa nào đây? Em làm hai mẫu, không biết thích mẫu nào. Mẫu nào thấy nó cũng ngon, cũng hấp dẫn hết. Trời, đẹp quá đi. Không ngờ. Dễ thương quá. Đây. Đây. Gần nè, chiếu cận cảnh nè nha. Cái hoa này to quá và cái điện thoại của mình nó bé quá, chiếu cận cảnh nó thấy không rõ hết cái hoa gì. Đã đầy cận cảnh đây. Hoa tặng ngày 8 tháng 3. Chúc các chị, các em vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc bên người thân yêu của mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Nếu cả nhà thích, hãy nhấn like và subscribe cho em nhé. Xin chào.